Em chào các bác nhé, là em lên này lại tiếp tục lên một con bếp ga nữa. Con này là con Zinai, cũng vẫn là dòng đời cao cho các bác. Thì em quay qua kênh nhà em trước. Các bác nào mới xem kênh nhà em thì thấy video hay nhớ đăng ký cho một kênh ủng hộ nhà em nhá. Kênh nhà em là kênh Thanh Lâm Gia Văn Shop, địa chỉ tại Cầu Giàm, Tân Hương, Linh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066, số dưới là 0975360433 để các bác tiện theo dõi kênh. Thì hiện tại nhà em thì bếp ga em còn rất nhiều, và hút ẩm em cũng còn rất nhiều, lọc không khí bù ẩm cũng còn rất nhiều cho các bác. Đấy, bác nào mới xem kênh em cần mua bán gì cứ trao đổi, cứ điện cho em. Và bếp từ thì em đang trên đường về rồi, hôm nay qua được biên rồi, tầm 4 hôm nữa là có mặt ở nhà. Thì trước mắt có đây là một con Zinai. Đấy, thì em quay qua vào máy cho các bác luôn. Đấy, mặt tiền đây, mặt tiền thì không một lốt chân kim rồi đố. Đây, vách đây. Thì em quay vào năm sản xuất luôn, năm sản xuất là tháng 12 năm 2017 xuất xưởng. Má của nó là GT64GH2. Đây, mặt tiền đây. Con này em bao cho các bác như mới đập hộp. Đấy, cú thì nào thì mới như vậy. À, mới như nào thì cú em như vậy. Thì những con bếp này là những con bếp ủ mật. Đấy, để dành cho những cuối năm để bán đây. Chiếc cực đẹp luôn. Đấy, không có bếp tự động, nó bé xe thu bé ra. Bây giờ nhả lại để cho nó mở to lại. Đấy, con này thì không phải đóng bếp. Đời bếp là bếp zin, không đóng bếp nên lửa to như cái loa. Đấy, bếp thì gồm hai bếp và đều là dòng bếp cao cấp, full hết tính năng chống tràn, chống cháy lồi, chống cạn, đấy, chống tràn nước, chống gió, đầy đủ hết các tính năng của bếp cao cấp rồi. Đấy, những cái dòng bếp mà bếp cỏ ấy thì các bác cứ để ý đây, nó không có ti này là cái bếp mù. Đấy, em gọi là bếp mù, chỉ bếp đây chỉ cần sắt vụn thôi. Thì giờ không ai dùng bếp đấy nữa rồi. Đấy, còn đây dưới đây là ngăn nướng. Đấy, bếp thì là gồm đây, các bác quay ngăn nướng. Bếp thì là gồm có 3 bếp, 2 bếp trên và 1 bếp nướng ở dưới. Đấy, thì những tháng cuối năm này bọn em rất là bận, không có thời gian để test video từng chiếc một. Bởi vì hôm nay dọn lên một dàn nên sẽ quay video nhanh cho các bác. Đấy, chiếc này kịch đẹp luôn, thành vách mặt tiền thì chấm hết luôn. Đắt 2017, tháng 12 năm 2017. Đấy, bắt đầu mới xuất xưởng thì đến tay người tiêu dùng thì phải tầm 2019-2020. Thì chiếc này hầu như là chưa sử dụng luôn, cực đẹp luôn, từ cái kiềng, cái bếp, cái loe thì chấm hết luôn. Chất bếp thì đẹp thôi rồi luôn, các bác không có gì mà chê luôn. Em ra em lấy cái kìm, em lưng cái bếp cho các bác nhìn. Bác nào mà không mua chiếc này thì tiếc luôn. Đấy, những chiếc bếp đẹp như thế này thì bỏ tiền ra mua thì dùng yên tâm và dùng muôn thuở cuộc đời luôn. Đấy, muôn thuở luôn, an toàn, tiết kiệm ga. Cứ dùng bếp ga Nhật này thì cứ 2 bình ga thì lái được 1 bình. Đấy, quá đẹp rồi, không có gì chê. Chiếc này hiện tại ở nhà em bán giá là 3.200.000 đồng. 3.200.000 đồng gồm có những gì? Gồm có em bảo hành cho 2 năm. Và hết 2 năm thì hỗ trợ, vẫn hỗ trợ sửa miễn phí, không tính đồng phí nào cả. Tất cả các lỗi kỹ thuật em đều hỗ trợ sửa hết cho các bác. Và bếp Nhật thì có yên tâm, và chất bếp đời cao như này, nó VIP như thế này thì không có gì mà bàn cái luôn. Đừng nói về độ chất chát cũng như độ bền của nó luôn, quá đẹp luôn. Và chiếc này thì em bán giá là 3.200.000, bảo hành 2 năm, cộng 2 đôi pin xịn. Và tặng cho các bác lưới chống chuột và đôi pin xịn rồi. Đấy, gồm trong phân giá là giá 3.200.000. Còn tiền phí ship thì các bác tự phải thanh toán. Các bác nào ở gần thì hết 120, 130. Bác nào ở khu vực phía Nam thì hết khoảng tầm 160 đến 180, tùy từng nơi. Đấy, các bác tự trả phí. Còn nhà em bán giá 3.200.000 là chỉ gồm bảo hành 2 năm và tặng 2 đôi pin xịn và tặng lưới chống chuột cho các bác thôi. Đấy, con này thì đẹp chấm hết luôn. Đấy, những tháng cuối năm này thì em tuyển chọn toàn những chiếc bếp đẹp để bán cho các bác thôi. Đấy, lên nhà mới cuối năm rồi sám sát đến cái bếp mới, vừa an toàn vừa tiết kiệm ga, trong cái đó mùa ga giờ đang đắt. Đấy, bếp cực đẹp luôn. Đấy, em xin phép kết thúc video ở đây. Chào các bác, hẹn các bác ở video kế tiếp.